ngày xưa thì sống một cuộc sống xa hoa, nói chung là rất là sang chảnh, có được nhà này, biệt thự, rồi những chiếc xe sang trọng, nhưng mà luôn sống trong cái sự lo lắng và không bao giờ có một cái giấc ngủ ngon nào cả. Lúc nào mình cũng nghĩ rằng có cái người đằng nào đằng suy sâu đang dòm ngó mình gì đó. Gia đình mình thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn ngày xưa rất là nhiều, mặc dù cái số tiền rất là nhỏ so với ngày xưa thì nó một trời một vực, nhưng mà bây giờ thì đổi lại lấy là cái sự bình yên.